mời các bạn cùng mình xem những chiếc xà lan này qua cống nha các bạn. Bữa nay nước cũng khá là nhiều đây các bạn, khá là cao. Trên màn hình các bạn là những cái tư sống đang được cứu lượng rất là thực tế các bạn, cũng không kém phần nguy hiểm. Đây là chiếc xà lan đang vô các bạn, chiếc này cũng quá là to đâu. Tiếp theo mình sẽ xem chiếc xà lan này các bạn. Wow, ở sau lưng có mấy cái anh đỏ tầm bản đang vô. Wow. Trời ơi trời. Ê ê. Thôi. Cái này là anh lái lái lại kịp các bạn. Đây bên đây có chiếc ghe cũng chở cừ tràm các bạn. Chị gia trai xuất hiện nữa ở đây các bạn. Wow. Chị bán gia trai này rất là nổi tiếng các bạn, nổi tiếng vừa đậu các bạn. Đây có chiếc vỏ lãi đang vô các bạn, đang mà mình nhỏ các bạn nè. Cái này thì rất là nguy hiểm. Chiếc xà lan này nhìn rất là đẹp. An Giang các bạn. Hồng Đào.
xà lan nó vô quá dữ các bạn. Đây nữa nè. Ôi đây nó đụng bạc cầu ở đây nữa rồi đây. Xà lan này quá đẹp. Bạn thấy nước nó cuốn thành dòng luôn không?